Mình chào bà con đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Và hôm nay em đang có mặt trên cái con đường có tên đó là Cơ Thánh Dạy. Và con đường này nó sẽ nối giữa cái con đường Trường Chinh và đường Cách Mạng Tháng 8 cho bà con mình nha. Và đi theo lối này thì chúng ta sẽ đi ra cái con đường Cách Mạng Tháng 8, chỉ cách vị trí của chúng ta 1 km thôi. Và trên con đường này thì mình sẽ có một cái ngôi chợ, đó là ngôi chợ Hiệp Ninh nha bà con. Có tên là chợ Bắp nè, vừa có tên gọi hiện tại bây giờ đó là chợ Hiệp Ninh. Đó là trên cái con đường Cơ Thánh Vệ này luôn. Và theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi ra đường Trường Chinh nè, ở đường Trường Chinh mới và đường Trường Chinh cũ, cái đường mà để đấu dẫn vào cao tốc Gò Dầu Sa Mát đó bà con. Và sau lưng chúng ta, bà con mình sẽ có thấy cái mái ngói đỏ đỏ cao cao, đó là cái ngôi trường tiểu học Nguyễn Du nha bà con. Ngôi trường tiểu học Nguyễn Du là nằm ngay hướng đó. Còn kế bên mình sẽ có cái con đường có tên là đường Thuyền, ngay cái ngã tư đó luôn, đó là đường Thuyền. Đây mình có một cái miếng đất nè, ngang 6m9, dài 28m, đất thì đã được lên full thổ cư cho bà con mình rồi. Toàn bộ miếng đất cao ráo bằng phẳng và hai bên thì có hai cái nhà dân mình ở rồi hả bà con. Phía sau thì mình cũng có tường rào luôn rồi. Đất thì cao ráo bằng mặt đường cho bà con mình, phù hợp với diện tích xây dựng luôn. Và bên kênh của em thì có hỗ trợ cho bà con mình xây dựng nhà ở chìa khóa cao tay luôn bà con mình, hoàn thiện 100%. Bà con mình chỉ có thể dọn đồ vô là ở thôi nha. Với một cái miếng đất 6m9 này thì bà con mình có thể xây một căn nhà mái thái hoặc là một căn nhà cấp 4, phong cách hiện đại mới bây giờ, rất là tuyệt vời luôn. Và mặt tiền đường Cơ Thánh Vệ này thì bà con mình có thể vừa ở được, vừa phía trước mình có thể mua bán, kinh doanh cũng được luôn nha. 320 triệu 1m ngang. 320 triệu cho 1m ngang này nha bà con. Và bây giờ em sẽ gửi cho bà con mình xem cái quyển sổ của cái miếng đất của chúng ta, để chúng ta xem cái đất của chúng ta nó vuông vức và đẹp như thế nào nha. Và ở đây bà con mình sẽ có thửa đất số 1210, tờ bản đồ số 9. Địa chỉ sẽ là khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Với tổng diện tích là 193,2m2. Và mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị nha bà con. Phía trước là con đường 10m, ngang 6m9, dài 28m. Đất rất là đẹp ha. Và đất của chúng ta sẽ quay về hướng đông cho bà con mình nha. Và vừa rồi em đã chia sẻ cho bà con mình xem cái quyển sổ hồng của cái bất động sản của chúng ta rồi. Ngang 6m9, dài 28m. Đất vuông vức bằng phẳng rất là đẹp luôn. Xung quanh đây nhà cửa dân cư mình ở san sát với nhau, rất là đông dân cư và tiện ích đây rất là nhiều luôn. Và tí nữa em sẽ dẫn bà con mình đi trên cái con đường Cơ Thánh Vệ này để chúng ta có thể đi ngược ra hướng chùa Tòa Thánh nè, ra siêu thị Go nè, đi về chợ Hiệp Ninh nè, các tiện ích cái khu vực này để cho bà con mình thấy được cái vị trí bất động sản mình nằm ngay một cái khu vực trung tâm của thành phố Tây Ninh nha bà con. Sát bên là thấy có trường học Nguyễn Du rồi nè. Ngang 6m9, dài 28m, đất rất là đẹp luôn. 320 triệu cho 1m thôi. Liên hệ ngay 0839 666 736 để được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. Và bây giờ em sẽ đi theo hướng đường Cơ Thánh Vệ này để đi ra chợ Hiệp Ninh, đi ra chùa Tòa Thánh để cho bà con mình tham khảo được đường xá dân cư ở khu vực này nha. Xin mời bà con. Và bây giờ từ vị trí của miếng đất thì em sẽ đi ra cái con đường Cách Mạng Tháng 8 nha bà con. Và phía trước của chúng ta đây là cái con đường có tên là đường Thuyền. Ở đây bà con mình rẽ trái thì mình sẽ ra được đường Nguyễn Trọng Cát nha bà con. Rẽ trái khoảng 100m là ra đường Nguyễn Trọng Cát nè, sát bên luôn. Bà con mình đi thẳng nữa thì sẽ ra được Điện Biên Phủ nha. Đường Nguyễn Trọng Cát là kế bên luôn đó bà con. Và con đường Thuyền này sẽ dẫn bà con mình đi về chợ cư trú nha. Vừa rồi em cũng có một cái bất động sản vừa mới chia sẻ với bà con đó. Còn rẽ phải thì bà con mình sẽ đi về hướng đường Quỳnh Tấn Phát nè, để đi về ngay khu vực công an của thành phố Tây Ninh mình nhé. Bây giờ em sẽ tiếp tục trên cái con đường Cơ Thánh Vệ này. Ở đây mình sẽ có một cái đồng phòng khám thú y nè bà con, rất là to luôn. Đường ở đây thì là đã được rải nhựa cũng như là đường xá rộng rãi rồi, hai chiếc ô tô mình đi lấy nhau thoải mái luôn. Khu vực này thì sẽ có rất là nhiều quán ăn cũng như là các showroom chăm sóc da mặt nè bà con. Và phía trước bà con thấy xe, khu vực mà xe lưu thông qua lại đông đông đó, đó là ngay chợ Hiệp Ninh đó bà con. Ngay đó là chợ Hiệp Ninh của chúng ta nha. Một vị trí bất động sản thì rất là tiềm năng luôn. Nằm giữa hai con đường lớn, đó là con đường Nguyễn Trọng Cát và con đường Quỳnh Tấn Phát nha bà con. Thì chúng ta sẽ có con đường có tên đó là Cơ Thánh Vệ.
dân cư trên con đường này thì rất là đông luôn. Và ngay khu vực này bà con mình đi ra thành phố Tây Ninh ngay Vincom á thì chỉ cách bất động sản của chúng ta 2 km thôi bà con. 2 km thôi thì bà con mình đã đến được Vincom rồi, rất là gần luôn nha. Ở đây thì bà con mình thấy nè, nhà cửa mình là nhà to to không nha bà con. Nhà lầu, nhà nào nhà nấy rất là to luôn. Và phía trước mặt đây, đây là chợ Hiệp Ninh. Có tên được gọi khác đó là chợ Bắc nha bà con. Buổi sáng chúng ta có thể đi xe đạp để đi chợ cũng được, hoặc có thể bà con mình đi xem đi bộ, mình đi xe, mình đi bộ, mình đi chợ cũng được nha. Đây là chợ Hiệp Ninh nè, rất là đông luôn. Ngôi chợ này cực kỳ đông ở ngay khu vực thành phố Tây Ninh. Đây bà con, bên phải là bà con mình vô chợ đó, rất là đông luôn nha bà con. Bây giờ em sẽ tiếp tục đi thẳng nha bà con mình. Ở đây mình sẽ có một cái điện thờ Phật Mẫu của phường Hiệp Ninh nha bà con. Điện thờ Phật Mẫu của phường Hiệp Ninh. Và phía trước sẽ là cái con đường Cách Mạng Tháng 8. Ngay đây cũng là chùa Tòa Thánh luôn. Và phía bên kia sẽ là siêu thị Go nha bà con. Đây, đây là đường Cách Mạng Tháng 8 đây bà con. Bên kia là siêu thị Go. Bà con thấy nè, ngay khu vực này rất là sầm uất luôn. Đây là một cái ngã năm nha bà con, rất là sầm uất ngay khu vực này luôn nha. Đó. Bà con thấy nè, Cách Mạng Tháng 8 rất là đông luôn. Lúc nào xe cộ trên con đường này cũng đông hết. Đó, mình muốn đi về thành phố á, muốn đi về dòng xe 30 tháng 4 thì mình sẽ đi theo hướng tay phải nha. Đó, để mình đi về dòng xe 30 tháng 4. Đó, còn nếu như mình muốn đi vào trung tâm Hòa Thành thì mình sẽ đi thẳng. Đó, đi thẳng theo con đường để đi qua được siêu thị Go nè bà con. Đó, thì đi về ngay trung tâm Hòa Thành. Còn nếu như bà con mình muốn đi về huyện Dương Minh Châu, đó, mình đi về cầu 13 thì sẽ rẽ trái nha bà con. Đó, một bất động sản ngay chùa, một cái bất động sản sát chùa Tòa Thánh nè, gần siêu thị, gần mọi tiện ích luôn. Đó, đất thì full thổ cư, ngang 6m9, dài 28m, full thổ cư cho bà con mình quay về hướng đông luôn. Đó, chỉ có 320 triệu cho 1m thôi. Bà con mình quan tâm đến bất động sản này thì mình có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại 0839 666 736 nha bà con. Liên hệ để được kênh mua bán nhà đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nhé. Và kênh, và bên kênh mua bán nhà đất Tây Ninh của em thì có quay video quảng cáo bất động sản tại khu vực tỉnh Tây Ninh. Bà con mình đang có bất động sản cần bán, cần review thì mình có thể liên hệ để được hỗ trợ nha bà con. Và video của kênh bây giờ, và video này xin đến đây, và video đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào bà con và xin hẹn gặp lại.